Nhớ nghe nhạc thì sao vậy? Mình bắt đầu chương trình luôn, Hải ơi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream với tiêu đề Cavenger giải mã tin đồn ung thư, những hiểu lầm về thực phẩm chức năng ạ. Em là MC Thu Hải, hân hạnh dẫn dắt chương trình webinar hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, khi không may bị ung thư hoặc có người thân bị ung thư, ai cũng muốn tìm hiểu về những giải pháp giúp cải thiện sức khỏe. Tùy theo tình huống, giai đoạn bệnh, mong ước này có thể là giảm nhẹ tác dụng phụ của hóa xạ trị hoặc là tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tổng trạng, giảm tỷ lệ tái phát hoặc tăng thời gian hiệu quả của thuốc điều trị. Nắm bắt tâm lý này, nhiều thực phẩm chức năng và chất bổ sung đã được sản xuất và tiếp cận cộng đồng, nhiều khi dưới dạng quảng cáo phóng đại, câu chuyện bệnh nhân hoặc tin đồn gây hiểu nhầm. Khi không biết phân định tin sai, nhiều người đã tốn nhiều tiền vô ích cho thực phẩm chức năng, thậm chí mất đi cơ hội điều trị tốt hơn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vậy, giữa một rừng thông tin về thực phẩm chức năng hay nói rộng hơn là những phương pháp hỗ trợ điều trị, đâu là những sự thật và bệnh nhân ung thư cần lưu ý? Để góp phần giải mã, đính chính những tin đồn về dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư, Tổ chức Y học Cộng đồng và Đại học Y Dược Huế hân hạnh thực hiện webinar này. Xin trân trọng giới thiệu ba diễn giả của chương trình tối ngày hôm nay ạ. Vị khách mời đầu tiên là Phó Giáo sư Bác sĩ Huỳnh Nguyên Trần, CEO của Win Medical Center và là người sáng lập tổ chức Việt MD. Anh còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một influencer với kênh YouTube nổi tiếng và là một nhà văn với nhiều bài viết hữu ích, kèm theo những tác phẩm đậm chất văn về ngành y. Dạ, em xin mời bác sĩ Win có vài lời gửi tới khán giả của chương trình ạ. Xin kính chào quý khán thính giả, và nó là một cái hân hạnh để gặp lại những đồng nghiệp quý nè, Châu nè, Hạnh là những người mà nhiều năm nay rồi luôn liên tục để mà đưa ra những thông tin hữu ích cho quý vị, nhất là trong cái việc chữa trị và điều trị ung thư. Thì hôm nay hy vọng là tôi có thể chia sẻ tí xíu với những đồng nghiệp của mình. Hy vọng là sau khi mà nghe xong chương trình này, quý vị sẽ bớt nghe đồn hơn, rồi hy vọng là sẽ có những cái mã được giải. Rất hân hạnh để mà tham dự chương trình ngày hôm nay. Em xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Huỳnh Nguyên Trần ạ. Và lát nữa chúng em sẽ xin gặp lại bác sĩ Win trong phần tiếp theo của chương trình ạ.
và giúp quý vị khán giả có một cái nhìn đúng đắn hơn về thực phẩm chức năng. Chương trình cũng hân hạnh chào đón sự trở lại của dược sĩ Phạm Phương Hạnh là manager chuyên nghiệp của một số nhà thuốc tại Toronto, Canada và là trưởng dự án Medica.wiki. Hiện chị cũng là một cộng tác viên nhiệt huyết của y học cộng đồng và em cũng rất vui khi được gặp lại chị trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Là em xin mời dược sĩ Hạnh gửi lời chào tới quý khán giả của y học cộng đồng ạ. Xin gửi lời chào đến quý khán thính giả và cũng như là gửi lời chào đến các anh chị em ở đây. Thì hôm nay mình cũng rất là hân hạnh được tham gia chương trình này để có thể cùng trao đổi với các quý đồng nghiệp cũng như là quý khán thính giả. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có được những cái thông tin bổ ích. Xin cảm ơn. Là em xin cảm ơn những chia sẻ của chị Hạnh ạ. Là quý vị ơi, anh chị cũng đón chờ những chia sẻ của chị Hạnh về thực phẩm chức năng nhé ạ. Và em tin những kiến thức đó sẽ giúp quý vị có cái nhìn đúng đắn hơn về sản phẩm này ạ. Và đồng hành trong buổi trò chuyện ngày hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý. Bác sĩ là trưởng khoa ung thư nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Mediren và là nghiên cứu viên tại khoa Y Đại học Kyoto. Và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức đang công tác tại khoa Nhi Đại học Y Dược Huế ạ. Và tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý cùng với bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức cùng tiến sĩ bác sĩ Lâm Đại Phong và hai bác sĩ đã cùng nhóm IT khởi động lên dự án y học cộng đồng bắt đầu từ năm 2012 ạ. Và cũng như nhiều quý vị đã biết thì y học cộng đồng là tổ chức thiện nguyện ra đời với sứ mệnh nâng cao dân trí về y tế. Trong hơn 10 năm qua, y học cộng đồng đã có nhiều hoạt động phổ biến kiến thức y khoa thông qua các bài viết trên website, lan tỏa thông tin đúng đắn qua Facebook cũng như tổ chức nhiều webinar, livestream để đưa ra góc nhìn đa chiều cho cộng đồng. Nhờ những thông tin sức khỏe đó, nhiều bệnh nhân đã có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình, cách điều trị của mình để tin tưởng và phối hợp với bác sĩ tốt hơn ạ. Và cũng với một mục tiêu là để đẩy lùi thông tin sai lệch về ung thư, năm nay y học cộng đồng triển khai chuỗi webinar CareVenture giải mã tin đồn về ung thư và đây là buổi thứ hai với chủ đề liên quan tới thực phẩm chức năng ạ. Và đầu tiên thì em xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức ạ. Vì anh là người đại diện của y học cộng đồng đã kết nối với Viện Hàn Lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y khoa Hoa Kỳ và cũng nhờ đó mà dự án CareVenture được ra đời ạ. Dạ, anh Đức ơi, em có thể nhờ anh giải thích cho khán giả là tại sao dự án lại có tên là CareVenture không ạ? Anh có thể chia sẻ với khán giả của y học cộng đồng không ạ? Em xin mời anh ạ. Rất vui là hôm nay được chia sẻ với quý vị khán giả cũng như là đồng nghiệp, các anh chị đồng nghiệp về một cái dự án CareVenture bảo vệ cộng đồng về tin đồn sai sự thật ấy, của mình, đặc biệt là về ung thư. Thì lúc này là Hải cũng đã giới thiệu sơ về cái học cộng đồng và bắt đầu chúng tôi gồm có Quý, Phóng và Giang Hạnh là triển khai cái học cộng đồng vào năm 2012. Chúng tôi viết những cái bài viết, dịch những cái bài viết từ những trang web y khoa có uy tín để chúng tôi chia sẻ, lan truyền trên mạng để giúp các bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân hiểu rõ hơn về bệnh tình của mình. Và đến năm 2015 thì bắt đầu Quỹ mới đề nghị là chúng ta nên tập trung vào một mạng nữa, đó là cái mạng ung thư để giúp hỗ trợ cho những bệnh nhân về ung thư. Và 2017 đã bắt đầu chúng tôi triển khai tạo thành một cái app trên điện thoại, đó là app hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Ở trong đó tập hợp những cái thông tin mới nhất cũng như là cách chăm sóc, cách chia sẻ động viên với là bệnh nhân ung thư. Và năm 2018 đến 2020 chúng tôi đã triển khai làm cái app này và cũng trong năm này bắt đầu quỹ và hỗ trợ bệnh nhân ung thư đã triển khai những rất là nhiều cái chương trình để hỗ trợ bệnh nhân ung thư, ví dụ như là kể chuyện về 1001 chuyện về ung thư dựa trên tiểu thuyết 1001 chuyện. Và chúng tôi cứ hàng quý, hàng tháng đều tổ chức một buổi livestream về chuyện kể về bản thân của bệnh nhân ung thư, cách họ vượt qua ung thư như thế nào, cách họ đối diện với là tin bị ung thư, cũng như là chia sẻ những cái sự đồng hành từ phía gia đình cũng như là từ phía của cán bộ y tế trong quá trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân, bệnh của họ, bệnh của các chiến binh. Và ban đầu từ năm nay thì thông qua cái
nhiều thông qua một cái người bạn làm ở trong nước, đó là anh Daniel Lê. Thì tộc quý với mình là biết được là Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật và Y khoa Hoa Kỳ ấy, có triển khai một cái dự án là định chỉnh tiến độ giúp cho những bệnh nhân, nhiều bệnh nhân trong đó có bệnh nhân ung thư. Thì có cái chương trình này nên chúng tôi bắt đầu là liên kết và chúng tôi apply cái dự án này, và rất may mắn là được chọn là một trong năm cái dự án được chọn trong năm nay của Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ. Và cũng nhờ cái dự án này mà chúng tôi kết nối với nhau, và quý cũng rất là tích cực để kết nối với cộng tác viên của trong y học cộng đồng và những cái tình nguyện viên, những anh chị chiến binh đã giúp chúng tôi hỗ trợ là tìm hiểu những cái tin đồn nào, khảo sát những tin đồn nào là hay hay gặp nhất. Thì chúng tôi tìm ra được là rất là nhiều, nhưng trong đó là có 20 khảo sát, 20 tin đồn là phổ biến nhất để chúng ta bắt đầu cái chuỗi sự kiện là chương trình Cavender này. Cavender này thì lúc chắc là cả anh chị cũng hay cái hay xem truyền hình, đó là người bảo vệ Avenger. Thì chúng tôi lại dùng cái chữ K là ung thư, ký hiệu của ung thư là Cavender, là người ý nghĩa là chúng tôi là những người chương trình này là bảo vệ những bệnh nhân ung thư, là vì vậy đó là cái ý nghĩa của chữ Cavender. Và 20 cái tin đồn mà chúng tôi đã tìm hiểu được mà phổ biến nhất có thể trở ngại trong quá trình điều trị cũng như là hợp tác điều trị, đó là thứ nhất là những cái tin đồn về bệnh nhân ung thư thì không nên ăn thịt đỏ này, rồi không nên ăn đường này, và những cái chế độ mà dinh dưỡng thực dưỡng, những cái chế độ thực dưỡng nó không phù hợp, như là ăn gạo lứt muối mè có thể điều trị ung thư mà không cần phải hóa trị, rồi cũng như là mổ ung thư mà mổ đụng dao kéo vào thì làm cho ung thư nó lan tràn ra, cũng như là thực phẩm chức năng, có một số thực phẩm chức năng có thể giúp điều trị khỏi ung thư, các anh chị không cần phải điều trị ung thư. Ví dụ như là những thực phẩm chức năng có thành phần là curcumin hay nano curcumin hay đông trùng hạ thảo hay cucudang hay là Tokyo Red 1000 vân vân. Thì đó là những cái thông tin mà chúng ta cần phải hiểu rõ nó là đúng hay là sai, và nó có đúng mà đúng có thật sự là 100% hay không, thật sự nó chỉ có hỗ trợ hay là nó chỉ dừng lại cái mức hỗ trợ, nó không phải là cái là điều trị, một liệu pháp điều trị. Thì trong chương trình này chúng ta rất là vui mừng và có sự góp ý của anh Nguyên Trần cũng như là chị Hành, là hai diễn giả và hai người chuyên gia về y khoa có rất là nhiều kiến thức giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những cái tin đồn này, nó có thể ảnh hưởng đến cái sự tuân thủ điều trị cũng như là làm ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị và làm cho cái mong đợi của chúng ta nó không đạt được trong quá trình điều trị của bệnh nhân ung thư. Thì một lần nữa rất là vui mừng đã gặp lại anh chị đồng nghiệp và cũng xin được chia sẻ thêm những cái thông tin, nếu như trong quá trình chúng ta livestream các anh chị có thể hỏi trên cái giao diện trong cái trang web trên livestream này, các anh chị có thể hỏi thì chúng tôi sẽ cố gắng sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị. Xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn bác sĩ Châu Đức ạ. Và như vậy chúng ta có thể hy vọng rằng ngày càng sẽ có nhiều Cavenger để bảo vệ bệnh nhân ung thư khỏi những tin đồn thất thiệt, giúp họ sống thoải mái hơn và theo đuổi điều trị đúng để có kết quả tốt nhất. Và trong khuôn khổ webinar tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ xin tập trung vào giải mã đính chính những tin đồn phổ biến nhất về thực phẩm chức năng. Theo slide trình bày vừa rồi của bác sĩ Đức, thì em thấy có khá là nhiều tin đồn về thực phẩm chức năng mà có lẽ là cũng cũng có lúc em đã từng nghe và cũng có lúc mà cũng thấy chắc cũng đúng. Nhưng mà không biết là từ Canada thì chị Hạnh có thể chia sẻ rằng là những cái tin đồn nào mà chị là một người dược sĩ mà chị cảm thấy phổ biến nhất là trong cộng đồng người Việt không ạ? Chị có thể chia sẻ một hai tin đồn mà chị đã từng nghe qua. Em mời chị ạ. Thì trong trong quá trình mình chăm sóc bệnh nhân á, cũng có một số bệnh nhân của mình bị ung thư và họ thì họ hay nói với mình là họ muốn sử dụng sản phẩm Fucodan. Lý do là bởi vì cái Fucodan ở bên Canada mà trên những cái báo dành cho người Việt á là họ quảng cáo rất mạnh mẽ, và họ quảng cáo theo cái kiểu là thư viết tay của một bệnh nhân nào đó đã sử dụng sản phẩm và thấy sản phẩm rất hiệu quả đó. Thì
Chính vì thế mà và cái tâm lý của người bệnh ung thư thôi, đó là khi mình bị bệnh á, hoặc là người nhà mình bị bệnh thì mình sẽ muốn tìm hiểu tất cả những cái phương pháp nào nó có thể hỗ trợ hoặc là giúp điều trị được cái bệnh ung thư. Thì mình hay nghe bệnh nhân thắc mắc về cái sản phẩm Fukudan, và cũng may mắn là bệnh nhân rất là tin mình nên thành ra là bệnh nhân muốn dùng sản phẩm gì thì cũng sẽ hỏi qua, cho nên mình được nghe về những cái sản phẩm đấy. Ngoài ra thì cũng có nghe về cái chế phẩm nanocurcumin trong ngăn ngừa ung thư. Thì có hai cái tin đồn đó là mình thấy là nhiều nhất, ngoài ra còn những cái chế phẩm khác nữa. Xin cảm ơn chị Hạnh đã thức dậy rất là sớm hôm nay để giao lưu hỗ trợ cùng mọi người ạ. Vừa rồi thì là chị Hạnh có chia sẻ về hai tin đồn mà chị Hạnh thấy phổ biến nhất là Fucodan và Nanocucumin. Thì trong những phần tiếp theo của chương trình thì chương trình chị Hạnh sẽ giúp mọi người giải đáp về cái chức năng thực sự của hai sản phẩm này ạ. Và tiếp theo chương trình thì mời mọi người đến với phần chia sẻ của bác sĩ Quyên ạ. Dạ em đang theo thông tin thì em được biết là anh bác sĩ Quyên đang đi công tác phải không ạ? Dạ, em rất là cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình tới ngày hôm nay ạ. Và bác sĩ Quyên có thể chia sẻ về những cái tin đồn, những tin đồn nào về thực phẩm chức năng mà làm cộng đồng dễ bị hiểu nhầm nhất không ạ? Em xin mời bác sĩ ạ. Xin kính chào quý khán thính giả, và tôi muốn chia sẻ một vài cái ca bệnh mà tôi hay gặp. Tại vì tại trung tâm của tôi, chúng ta có phòng khám và chúng ta có những bác sĩ. Và cái câu hỏi mà nhiều quý vị hay gọi điện tới, chứ bệnh nhân của tôi thật sự ít có ai hỏi, là uống nước kem hay là còn là nước alkaline thì có chữa được ung thư hay không? Chắc quý vị cũng biết đây là một cái ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la, và theo như tôi thấy đây là một trong những ngành có thể là được quảng cáo mạnh nhất và nhiều nhất. Thì cái sự hiểu biết về ở nước kem này, một lát tôi sẽ phân tích kỹ hơn ở góc độ khoa học, nhưng mà ở góc độ mà nghe đồn thì có thể nói đây là một trong những cái câu hỏi mà bệnh nhân hay hỏi hỏi tôi, rồi hỏi bệnh nhân của tôi nhiều nhất. Ngoài cái đó ra còn có những cái khác, ví dụ như những thực phẩm chức năng hay bán ở Costco có chữa được ung thư hay không. Và trước khi họ về Việt Nam thì họ ra Costco mua một đống mấy thùng như thế này để mang về Việt Nam với cái hy vọng là có thể chữa được bệnh ung thư cho người thân của mình. Thì đó là một vài cái tin đồn mà thỉnh thoảng tôi cũng gặp. Xin cảm ơn bác sĩ Quyên ạ. Từ từ góc nhìn từ câu chuyện của bác sĩ Quyên thì chúng ta đã được đề cập tới câu chuyện về nước kiềm, thì tác dụng của nước kiềm hay là thực sự nước kiềm như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ được nghe bác sĩ Quyên giải thích ạ. Dạ em xin cảm ơn bác sĩ Quyên ạ. Dạ thưa bác sĩ Quý, là không biết là từ Nhật tả thì anh thấy như thế nào ạ? Em còn nhớ là từ webinar hôm trước thì là anh thầy bác sĩ đã có nói về những cái ngộ nhận tai hại về thực dưỡng, thì không biết là thực phẩm chức năng từ Nhật Bản thì như thế nào ạ? Em xin mời bác sĩ Quý ạ. Vâng, xin chào quý khán thính giả cũng như là các diễn giả tham gia chương trình webinar ngày hôm nay. Quý cũng rất là hân hạnh được chia sẻ với mọi người thêm những cái thông tin liên quan đến thực phẩm chức năng, mà nhất là những cái dòng mà được cho là sản xuất từ Nhật Bản. Và trong cái quá trình đồng hành với nhiều bệnh nhân ở Việt Nam cũng như là Nhật Bản thì mình có cái trải nghiệm là cái gì mà được quảng cáo ở Việt Nam thì rất là nhiều người đem tới hỏi mình, và mình biết được là bây giờ cái thời điểm này cái sản phẩm nào là đang được quan tâm nhất, và cái đó nó liên quan tới cái chuyện là người ta đang quảng cáo nó mạnh như thế nào. Bởi vì cũng có một thời điểm Fukudan rất là nổi, sau đó là AHCC, hoặc là gần đây là miễn dịch tự thân, cũng như là các cái dòng sản phẩm như là Tokyo Rest 1000. Và cái kinh nghiệm của quý cho thấy là nó tỷ lệ thuận rất là nhiều với cái chương trình quảng cáo mà nó đang chạy trên Facebook hay là TikTok. Riêng bản thân mình thì mình thấy Fukudan là một cái trải nghiệm rất là mới, bởi vì ở bên Nhật này thì không ai xài hết. Nói thật là những cái tác dụng như là hỗ trợ chữa ung thư hay là giảm giảm thời gian tái phát thì tất cả đều không được quảng cáo, không được và bác sĩ thì đương nhiên là không được kê đơn cho bệnh nhân, cũng như là không có được khuyến khích sử dụng. Trừ khi là bệnh nhân rất là muốn xài cái đó thì bác sĩ có thể đồng hành. Nhưng mà nhìn chung thì những cái dòng đó không hiểu tại sao nó lại rất là phổ biến và được nhiều người quan tâm ở Việt Nam. Một phần là có thể là do một số hiểu lầm mà bác sĩ
khuyến khích bệnh nhân, cũng như là một số bệnh nhân xài xong thì lại khuyến khích tiếp cho bệnh nhân khác, và chưa kể là trong đó có cái dấu hiệu là người ta làm người lại còn giả bệnh nhân để tiếp thị cho sản phẩm. Và mọi người có thể thấy như bác sĩ Nguyên chia sẻ là đằng sau những cái sản phẩm chức năng này là một cái quy trình để người ta kinh doanh và người ta bán, một có thể là sinh lời 5 lần 10 lần, cho nên là người ta có rất là có cái động lực để người ta thúc đẩy cái quảng cáo về thực phẩm chức năng. Trong khi đó cái giới khoa học hầu như là chỉ đứng chính như ngày hôm nay, là lâu lắm một năm mình mới làm được lần giống vậy, thì rõ ràng là chúng ta đang bị lép vế trên cái mặt trận truyền thông. Vì vậy mình hy vọng là ngày hôm nay các bác sĩ ở Mỹ, ở Canada cũng như ở Việt Nam sẽ cùng chung tay với hiệp cộng đồng để chúng ta làm sáng tỏ những cái khía cạnh cơ bản về thực phẩm chức năng, để cho mọi người tiếp tục có thể hỗ trợ những người xung quanh phân phân định đúng sai về cái sản phẩm này ạ. Em xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Quý ạ. Và nếu đúng như vậy thì chúng ta có thể tin rằng là đôi khi những cái tin đồn về thực phẩm chức năng được lan nhanh có thể là do được quảng cáo, cũng có thể là do truyền miệng, hoặc cũng có thể là do một mạng lưới kinh doanh tiếp thị tinh vi. Thì trong thời đại ngày nay, đúng là chúng ta phải thận trọng, phải tìm hiểu kỹ về thực phẩm chức năng để không bị dẫn dắt bởi hiệu ứng đám đông. Vì vậy, để giúp mọi người có thêm thông tin về vấn đề thực phẩm chức năng thì chúng ta sẽ chính thức bước vào phần giải mã các tin đồn. Và đầu tiên thì em xin mời dược sĩ Phạm Phương Hạnh. Em xin mời chị Hạnh, chị có thể giải thích được cái sự khác nhau giữa thực phẩm và dược phẩm không ạ? Giữa thực phẩm chức năng và dược phẩm không ạ? Để mình thử share cái màn hình của mình nhé. Không biết là có nhìn thấy được cái màn hình của mình không hả? Chưa thấy nữa hả ơi. Thôi để em sẽ nói thẳng luôn, hoặc là nhờ Dân có thể mở dùm cái slide lúc nãy có gửi cho Dân rồi. Nhưng mà nếu không không share được thì xin giải thích nhanh luôn. Thì thường á, một số bệnh nhân thì trước đây thì thường hay nghĩ rằng là, dạ cho mình vào cái slide thứ hai luôn ạ. Dạ. Thì thường bệnh nhân á, thì đi ra ngoài, ví dụ đi đi Costco chẳng hạn, hoặc đi Walmart, thì khi cứ thấy những cái sản phẩm thực phẩm chức năng đóng vào trong chai thì cứ nghĩ rằng là đó là thuốc, nhưng mà thật ra là không phải là thuốc. Và bây giờ thì em theo như mình nghĩ đó là một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì cũng đã có một chút cái hiểu biết về cái thực phẩm chức năng rồi. Tuy nhiên ở đây mình cũng muốn nhấn mạnh lại về cái bản chất của cái chế phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng đó, đó là nó không phải là thuốc. Theo định nghĩa của những cái nước như là Mỹ, Canada, Nhật, Úc hoặc là ở Việt Nam luôn, thì chế phẩm bổ sung hoặc thực phẩm chức năng á, thì nó có thể là vitamins, là khoáng chất, là những cái dược thảo gì đó. Tuy nhiên á, là nó không không được sử dụng để cho vấn đề như chẩn đoán hay là điều trị hay phòng ngừa những cái bệnh lý, đặc biệt là đối với lại cái bệnh ung thư. Và ngoài ra đó là cái cơ chế quản lý của những cái chế phẩm bổ sung này nó cũng rất hoàn toàn khác với thuốc luôn. Đối với thuốc á, thì rất là khó khăn và gần như không bao giờ được quảng cáo. Trong khi đó đối với lại chế phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng thì tất cả các nước có vẻ như là quản lý nó lỏng lẻo hơn, nó không có đòi hỏi nhiều về những cái bằng chứng trong 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 an toàn hay là hiệu quả. Và bản thân đối với quảng cáo đó thì thực phẩm chức năng, chế phẩm bổ sung được quảng cáo dễ dàng hơn, họ có thể đưa ra những cái thông điệp về cái sản phẩm của mình và họ không cần quá nhiều thứ để mà chứng minh cho cái thông điệp đó. Và thêm một điều nữa đó là về giá cả, là đối với lại cái thực phẩm chức năng đó là nó là một cái ngành công nghiệp gọi là tỷ đô, ai cũng muốn làm cái đó hết á, bởi vì nó quá lời. Nên nếu như mà trước đây các bạn mà có một một số dịp mà tìm hiểu về cái chế phẩm bổ sung thì các bạn sẽ biết là cái chi phí mà sản xuất nó đó là nó rất là thấp. Và ví dụ như anh Quý hay anh Win hay anh Đức đi mà đột nhiên muốn sản xuất một cái chế phẩm bổ sung nào đó mang tên mình luôn, thì nó sẽ có những cái nhà máy đó ở những cái nước như là Mỹ, như Canada, như Úc, họ sẵn sàng sản xuất riêng một cái nhãn tên, ví dụ bác sĩ Quý,
thực phẩm chức năng gì đó và mình có thể bán ra được ngoài thị trường, và cái giá đó là mình có thể set, mình có thể chọn luôn để mà mình có thể bán. Và vì thế đó, cái giá cả đó không có ai quản lý được cả. Rồi mình xin nói thêm nữa đó là những cái chế phẩm bổ sung đó thì thường á, là cái kinh nghiệm dân gian người ta sử dụng như thế nào đó. Ví dụ như là cái nghệ đi, thì mình thấy là các nước như Ấn Độ hay Việt Nam thì thường hay sử dụng nghệ. Thì từ đó thì mọi người cứ truyền miệng là nó có hiệu quả như thế này thế kia, hoặc đôi khi có một số cái kết quả ở trong phòng thí nghiệm như là nó có thể giúp kềm lại cái sự phát triển của tế bào ung thư, nhưng mà nó lại ở chỉ ở trên một cái dòng tế bào, hoặc nó chỉ thí nghiệm trên chuột thôi. Thì lát nữa thì các bác sĩ ở đây sẽ nói thêm về cái quy trình phát triển thuốc, thì để mình biết rằng là từ kết quả trong phòng thí nghiệm đến cái kết quả trên người đó là một cái quá trình rất xa, rất dài, và nhiều khi là có cái kết quả trong phòng thí nghiệm chưa chắc là có thể hiệu quả trên người. Trong khi đó thuốc thì được quản lý rất chặt chẽ, phải có bằng chứng về an toàn, hiệu quả khi điều trị trên người thì mới được cấp phép ra thị trường. Thêm một điểm lưu ý nữa đó là ở bên Mỹ đó là FDA họ không có bắt buộc, họ không có chấp thuận trước khi đưa cái thực phẩm chức năng ra ngoài thị trường, tức là thực phẩm chức năng không cần phải xin giấy phép của bên FDA, mặc dù là FDA là họ vẫn đòi hỏi cái nhà sản xuất phải cung cấp những cái thông tin về mức độ an toàn sau khi sản phẩm ra thị trường. Và nếu như cái công ty đó mà họ quảng cáo quá lố, quảng cáo không đúng sự thật thì có thể bị truy cứu pháp luật. Nhưng mà nhìn chung là ở bên Mỹ sản phẩm chế phẩm bổ sung đi ra ngoài thị trường là không cần phải được FDA chấp thuận. Và bên Canada thì mình thấy rằng là nó cái Bộ Y tế Canada thì nó có quản lý cái chế phẩm bổ sung bằng cách là nó phải bắt buộc là cái nhà sản xuất phải đăng ký và nộp những cái bằng chứng về an toàn hiệu quả, sau đó thì họ sẽ cho một cái số đăng ký ở trên cái sản phẩm. Thì thường là những cái bệnh nhân của mình á, là nếu những cái thực phẩm chức năng hay chế phẩm bổ sung nào mà họ có thể sử dụng, lát nữa mình sẽ nói là khi nào mình nên hay khi nào không nên sử dụng đó, thì mình sẽ khuyên họ là đầu tiên phải tìm cái số đăng ký ở trên cái sản phẩm đó trước. Tại vì cái số đăng ký đó cho thấy là cái Bộ Y tế Canada họ đã đánh giá về cái mức độ an toàn hiệu quả của sản phẩm đó, họ cho phép sản phẩm đó ra thị trường. Và cái thứ hai nữa đó là nên tìm những cái hãng nào mà nó lớn một chút thì ít ra là mình còn cảm thấy an tâm về cái chất lượng của cái sản phẩm đó. Bởi vì chất lượng của thuốc á, thì luôn luôn là phải đảm bảo, họ luôn luôn có cái quy trình để kiểm tra. Nhưng chất lượng của cái chế phẩm bổ sung, liệu cái sản phẩm mà mình đang cầm trong tay nó có chứa đúng cái chất đó, nó có chứa đúng cái lượng đó hay không, thì thật sự là không ai biết được. Và nó giữa hai cái hãng cùng sản xuất một chế phẩm bổ sung thì chất lượng nó rất là không biết được nó có giống nhau hay không. Cái đó là cái vấn đề của cái chế phẩm bổ sung, tự lại vẫn là do cái quy chế quản lý lỏng lẻo hơn so với thuốc. Thì mình xin qua cái slide tiếp theo, là mình xin nói về cái chế phẩm bổ sung và thực phẩm chức năng ở Việt Nam á. Thì như quý khán thính giả cũng có thể là cũng đã biết, thì đó là những cái sản phẩm đó thì được quản lý bởi cái Cục An toàn Thực phẩm. Tuy nhiên ở Việt Nam mình á, thì mình thấy rằng là ngay nó có rất là nhiều cái hàng xách tay, giống như là người thân ở bên Úc mua về, người thân ở bên Mỹ hay bên Canada hay bên Nhật cầm về. Thậm chí là còn có thêm một cái vấn đề nữa là có những cái hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, thì đó là cái vấn đề rất là quan trọng, tại vì mình không biết được chất lượng như thế nào, và đôi khi là nó còn gây hại nhiều hơn nữa, nó có chứa những cái tạp chất thì nó còn gây hại rất là nhiều. Chưa lợi thì chưa thấy đâu, nhưng mà hại thì đã rất là nhiều rồi. Dạ. Và xin slide tiếp theo ạ. Và trước khi mà qua quý đồng nghiệp khác, cái bài trình bày của quý đồng nghiệp khác, thì mình cũng muốn chia sẻ thêm là như mình thấy đó, là lý do mà bệnh nhân, nói riêng về bệnh nhân ung thư, tại sao mà họ muốn sử dụng cái thực phẩm chức năng. Thì nói thật là đôi khi ấy, cái thực phẩm chức năng đó là một phần điều trị của toa thuốc của họ. Thì
Mặc dù là có thể bác sĩ sẽ kê vitamin D3, có thể bác sĩ sẽ kê canxi bổ sung trong trong đôi trong trong một số trường hợp, thì về bản chất cái vitamin và calcium á, nó vẫn là thực phẩm chức năng ha. Thì có những trường hợp cụ thể riêng cho từng cái cá nhân bệnh nhân thì cái thực phẩm chức năng đó nó sẽ là một phần thuốc điều trị của họ. Còn cái lý do thứ hai mà mình thấy mà nhiều bệnh nhân ung thư họ cũng sử dụng, đó là bởi vì họ muốn khỏe hơn. Họ thấy là họ sau khi hóa trị hoặc sau khi xạ trị thì họ thấy cơ thể của họ nó hơi yếu, nó chưa hồi phục nhanh, thì họ nghĩ rằng là liệu có thể mình sử dụng nhân sâm thì mình sẽ khỏe hơn, mình mau hồi phục hơn. Thì đó cũng là cái lý do mà bệnh nhân ung thư họ muốn tìm đến cái chế phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng. Còn một cái thứ ba nữa thì mình nghĩ đó là một cái tin đồn hôm nay mình cần phải giải mã ha, đó là nghe đồn rằng là cái sản phẩm đó nó có thể trị được ung thư, thì thành ra là muốn tìm mua, muốn thử đó. Và cuối cùng thì một số bệnh nhân cũng chia sẻ đó là khi mà không có điều trị thường quy được nữa, khi mà bệnh nhân bắt đầu chuyển qua chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời, thì đôi khi là bệnh nhân muốn thử thuốc nam chẳng hạn, thì đó cũng là một cái vấn đề, một cái lý do mà tại sao mà bệnh nhân tìm đến cái thực phẩm chức năng. Thì mình chỉ có thể nói rằng là bệnh nhân ung thư hay người nhà của bệnh nhân ung thư cần phải rất 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 cẩn trọng khi sử dụng cái thực phẩm chức năng. Bởi vì sao? Bởi vì có ba điều như sau. Ba điều mà mình thấy thường thường thấy khi mà mình tìm hiểu về cái chế phẩm bổ sung cho bệnh nhân ung thư của mình, đó là có khá nhiều chế phẩm nó sẽ làm tăng cái xuất huyết của bệnh nhân, làm tăng cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân. Mà điều đó nó rất là hại, bởi vì đôi khi bệnh nhân qua một cái đợt hóa trị, nếu mà họ bị giảm tiểu cầu đó mà họ sử dụng những cái thành những sản phẩm mà nó làm tăng xuất huyết, thì cái đó nó không an toàn rồi. Khi mà dùng thuốc hay là dùng thực phẩm chức năng, chế phẩm bổ sung, thì cái điều quan trọng đầu tiên là mình phải đề cập đến cái an toàn. Nó có an toàn cho mình hay không? Nếu mà mình uống cái sản phẩm đó chưa thấy lợi đâu mà mình tăng cái nguy cơ bị chảy máu, có thể phải nhập viện, thì tại sao mình phải sử dụng nó, đúng không ạ? Và cái thứ hai là nguy cơ nó có thể làm giảm hiệu quả của hóa trị hay xạ trị. Thì mình ví dụ đi, đó là đã có ghi nhận trong y văn là một bệnh nhân họ sử dụng cái curcumin, cái liều là 2 gram một ngày, và khi mà họ sử dụng đó và họ đồng thời họ hóa trị với paclitaxel, điều trị ung thư, xin lỗi, doxorubicin điều trị ung thư vú, thì thấy rằng là nó giảm cái hiệu quả của cái doxorubicin. Và cái thứ ba nữa là đôi khi chế phẩm bổ sung nó có thể làm tăng độc tính của hóa trị, đó là trong trường hợp sử dụng cũng curcumin 2 gram một ngày và đang hóa trị với paclitaxel, thì thấy là nó làm tăng cái độc tính trên gan của paclitaxel nếu như là sử dụng đồng thời với curcumin. Thành ra là nó không có đơn giản như là mình nghĩ, và nó không bao giờ là những cái gì nó tự nhiên là nó đều an toàn, không có nha. Thì đó là ba cái điều mà cần phải cẩn trọng. Thì mình muốn hỏi là không biết là quý khán thính giả ở đây là trước khi mà mình tìm đến cái sản phẩm thực phẩm chức năng thì có bao giờ tự hỏi bản thân ba câu hỏi này không? Chứ mình thấy đây là ba câu hỏi mà mình thường hay khuyến cáo những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hỏi. Thứ nhất, đầu tiên là phải an toàn. Thì cái thực phẩm chức năng này tôi đang muốn dùng nó có an toàn hay không? An toàn này là bao gồm cả về không những là như những ba cái điều mình vừa nói, mà còn có thể là nó có tương tác, nó có đánh nhau với cái điều trị hiện tại của mình hay không. Và thứ hai, hiệu quả của nó có hay không. Lát nữa mình sẽ chia sẻ một số cái website mà để mình có thể tìm hiểu về cái hiệu quả của thực phẩm chức năng ha. Và cái thứ ba nữa đó là nó có chất lượng hay không. Như lúc nãy mình có nói đó là các sản phẩm chế phẩm bổ sung á thuộc nhiều cái hãng khác nhau, thì đôi khi là chất lượng mình không biết như thế nào, nó có là treo đầu dê bán thịt chó hay không, không 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 ai biết được. Thì đó là ba cái câu hỏi cần thiết. Dạ, và mình nghĩ là bây giờ xin được trả lại cái những cái phần trình bày cho những bác sĩ khác trước khi mà mình sẽ đi vào giải mã trực tiếp tin đồn liên quan tới đông trùng hạ thảo hay là curcumin ha.
Em xin cảm ơn dược sĩ. Em xin cảm ơn dược sĩ Hạnh về phần giải thích rất là dễ hiểu vừa rồi ạ. Dạ, tiếp theo thì em xin mời bác sĩ Quý có thể giải thích quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc chữa ung thư được không ạ? Nhiều khán giả cũng không hiểu sao và cũng không được nói về công dụng của thực phẩm hay hoạt chất, mặc dù nghe thì cũng khá là nhiều tiềm năng ạ. Dạ, em xin mời bác sĩ Quý ạ. Vâng, mọi người đã thấy slide của mình chia sẻ chưa? Thì đây là một phần của cái chương trình thông thái về ung thư mà các cộng tác viên y học cộng đồng vừa mở cho cộng đồng được 8 khóa rồi. Và trong đó có nhắc tới một cái câu hỏi rất là quan trọng mà giúp mọi người hiểu hơn thế nào là thuốc và thế nào là thực phẩm chức năng hay là những cái thứ bổ sung khác. Và khi nào thì chúng ta được nói là một cái sản phẩm hoặc là một cái chất nó sẽ chữa hoặc là hỗ trợ chữa ung thư. Thì như mọi người thấy ở đây, tất cả những cái câu trả lời nó sẽ nằm trong các cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ở trên người, trên chính người bệnh mà được cái giới khoa học hoặc là các cái chuyên gia thẩm định. Thế như mọi người thấy ở đây, một cái chất X nào đấy khi mà chúng ta vừa phát hiện ra thì đầu tiên không được thử ngay trên người, mà chúng ta phải thử xem là trên tế bào ung thư nó có thể giết được tế bào ung thư với cái nồng độ nào đó hay không. Sau đó người ta sẽ đem lên thử trên các cái động vật khác, xem thử cái cần phải uống ví dụ bao nhiêu liều lượng ha, hoặc là qua cái đường nào thì chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu là tiêu diệt tế bào ung thư. Và khi mà cái bước tiếp theo là chúng ta thử trên người, nhưng mà cũng trên một vài người bệnh để xem thử nó có an toàn hay không cái đã. Và sau khi mà chúng ta vượt qua cái pha 1 là thử độ an toàn, thì chúng ta sẽ thử tiếp cái pha 2 trên vài chục người bệnh, xem thử là cái khả năng mà nó tác dụng ví dụ trên 20 người thì nó làm cho khối u trong mấy chục người, mấy phần trăm, đúng không ạ? Và nếu mà nó đủ cao để chúng ta đáng đầu tư tiếp lên một cái pha tiếp theo là chúng ta mời hàng trăm bệnh nhân, hàng ngàn bệnh nhân để thử. Và cái bước thứ ba này rất là quan trọng, bởi vì sẽ phải so sánh giữa hai nhóm, một cái nhóm theo cái điều trị hiện hành và cái nhóm theo cái điều trị là thuốc mới, có thể là kết hợp thuốc chẳng hạn. Nhưng mà xem thử cái điều trị mới này có thực sự là hiệu quả hơn cái điều trị cũ hay không. Và đây mọi người thấy tại sao chúng ta phải cần hàng ngàn bệnh nhân là bởi vì cái sự ăn may ở đây cũng có xảy ra. Ví dụ mình sẽ, nếu mà mời 5 bệnh nhân uống thử đi, mà chỉ cần 2 người hoặc là 3 người có tác dụng thì chúng ta có thể kết luận đó là có hiệu quả 50-60% rồi phải không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta có 1.000 bệnh nhân thì chúng ta phải kiếm khoảng 500 bệnh nhân chúng ta mới có thể chứng minh được là cái thuốc đó thực sự là có tác dụng, cái tỷ lệ ăn may nó thấp hơn. Và nếu mà một cái loại thuốc mà nó vượt qua được cái giai đoạn 3, nó có cái sự chắc chắn là mang lại hiệu quả mấy bao nhiêu phần trăm đó, thì các cái nhà khoa học và các cái cơ quan thẩm quyền người ta sẽ xem lại cái hiệu quả thực sự và công nhận nó là có thuốc thật và cho đem ra sử dụng trên đại trà. Thì cái hiệu quả điều trị ở đây chúng ta phải làm rất là rõ, chứ không thể nói sơ sơ là tôi nghe nó là tốt lắm hoặc là chắc là có hiệu quả đâu. Tất cả mọi thứ nó đều phải theo một cái quy tắc về khoa học, mà thường thường trước các cái thử nghiệm lâm sàng người ta đều đã quyết định trước nó, chứ không phải là chơi kiểu tu si ra sau. Ở đây ví dụ như có thể nói về thuốc là phải nói về độ an toàn, cái tỷ lệ tác dụng phụ là bao nhiêu phần trăm và có thể chấp nhận được hay không. Và cái thứ hai quan trọng hơn là có tăng cái thời gian sống cho bệnh nhân hay không. Ví dụ đối với những quý vị mà sử dụng sau khi mổ thì chúng ta phải xem là cái thuốc đó nó có giảm cái tỷ lệ tái phát, tức là mổ xong để nguyên thì là ví dụ tái phát khoảng 30%, nhưng mà chúng ta dùng thêm chúng ta có thể giảm xuống là 10% chẳng hạn. Thì nếu mà cái thuốc nó có đạt được cái chuyện đó thì chúng ta mới có thể nói về cái chuyện hiệu quả. Và sau cùng là tăng cái thời gian sống không bệnh của bệnh nhân. Nhưng mà cũng có những cái thử nghiệm lâm sàng người ta sẽ xem thêm những cái hiệu quả bên cạnh đó, ví dụ như là thuốc này, thuốc mới này nó ít tác dụng phụ hơn, hoặc là nó cải thiện được chất lượng cuộc sống của bệnh nhân hơn, hoặc là nó tiết kiệm chi phí của bệnh nhân hơn, thì đó cũng đều là những cái hiệu quả mà chúng ta có thể cân nhắc. Và đối với cái, những cái thuốc mà có thể nói chung chung là nó hỗ trợ điều trị ung thư thì chúng ta cũng phải quặc ngược lại là hỗ trợ cái gì và nó tốt hơn bao nhiêu phần trăm so với cái chuyện không dùng hỗ trợ. Và chờ gì quý phải nói như vậy, bởi vì rất là nhiều cái thử nghiệm lâm sàng thật ra là nó không thành công. Theo các cái thống kê ở đây thì tới 51-66% các cái thử nghiệm lâm sàng là nó không có chứng minh được hiệu quả ở cái pha 2 hoặc là pha 3. Và như ở cái hình này quý rất là thích do thạc sĩ Hành cung cấp, đó là giả sử chúng ta có tới 10.000 cái hợp chất mà có triển vọng là giết được tế bào ung thư hay là chữa được ung thư. Nhưng mà đến cuối cùng khi mà được các cái cơ quan thẩm quyền
cân nhắc và quyết định thì chỉ có một, chắc là có thể thành công khi mà qua tất cả các cái giai đoạn về thử nghiệm lâm sàng và sau một cái thời gian từ 15 đến 20 năm, nói chung rất là dài và rất là khó. Và điều này cũng giải thích là tại sao những cái thuốc mà đã được công nhận thì thường thường là thuốc tốt, mặc dù là rất là nhiều cái thuốc cũng là xưng hùng xưng bá bảo là tôi là có rất là nhiều triển vọng, nhưng mà thực sự mọi người thấy là hầu hết là nó thất bại những cái giai đoạn trước đó. Và đó là lý do mà tại sao các cái thuốc thì người ta gọi là tin tưởng hơn về mặt hiệu quả, còn các cái thực phẩm chức năng hay là các cái thuốc mà các cái hợp chất mà chưa được qua thử nghiệm lâm sàng thì vẫn chưa có thể nói về cái công dụng điều trị một cách chắc chắn được. Và cái ở đây mọi người thấy là một cái hướng dẫn điều trị ung thư dạ dày ở Nhật thì người ta cũng nói rất là rõ, ví dụ ung thư giai đoạn sớm thì cái chuyện mổ không là nó đã chữa lành rồi, không cần phải bổ sung thêm một cái chất gì khác nữa. Đối với những cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì cần phải hóa trị bổ trợ sau mổ. Và cái chuyện này nó quy định rất là rõ trong các cái hướng dẫn điều trị. Và như vậy thì mọi người hiểu ở đây cái khái niệm quan trọng ở đây là điều trị tứ chuẩn là gì. Đó là những cái điều trị đã vượt qua các cái thử nghiệm lâm sàng, được hầu hết các cái hiệp hội ung thư công nhận, các cái tổ chức như là FDA hay là PMDA ở bên Nhật người ta công nhận hiệu quả. Và từ đó nó là nền tảng để các cái bảo hiểm họ sẽ đồng chi trả để phổ biến cái điều trị tốt nhất đấy cho nhiều bệnh nhân có thể tiếp cận. Và không phải là điều trị A này nó tốt cho loại ung thư này thì nó cũng tốt cho loại ung thư khác, mà được công nhận là được công nhận cho đúng cái tình huống đó, đúng cái loại ung thư đó thôi, mọi người phải lưu ý. Cho nên là cái thuốc nào mà tốt cho tất cả mọi loại ung thư thì thường thường là thuốc rợm, thì cái loại quảng cáo quá tay. Và như mọi người thấy ở đây, mình đưa thêm một cái bảng để cho mọi người thấy cái sự khác biệt giữa cái độ chắc chắn của số liệu. Ví dụ những cái thuốc mà đã qua rất là nhiều cái thử nghiệm lâm sàng, thử trên hàng ngàn người và thấy cái sự khác biệt đối với những người không có sử dụng thuốc đó thì nó có cái độ chắc chắn rất là cao. Mà ngược lại, những cái thuốc mà chưa hề có cái thử nghiệm lâm sàng gì cả, chủ yếu là nhờ tin đồn, nhờ quảng cáo thì cái độ xác thực nó rất là thấp. Và điều này nó bao gồm các cái điều trị nhân gian hay là liệu pháp thay thế mà bác sĩ Nguyên, dược sĩ Hạnh vừa chia sẻ. Một cái bước lờ cỡ đó là các cái ý kiến của một số chuyên gia nào đấy, và đương nhiên là sẽ có rất là nhiều người không có đồng thuận với ý kiến đó, cũng như là một cái số chất mà mới qua một cái giai đoạn thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2 là khoảng vài chục người thôi thì cũng chưa thể gọi là có cái hiệu quả chắc chắn được. Và quý hai nhấn mạnh với một số bệnh nhân ung thư đó là điều trị ung thư là như chúng ta đi đầu tư, được đầu tư thời gian, đầu tư công sức và tiền bạc để chúng ta có một cái lợi ích về sức khỏe, đúng không ạ? Thì nó tương đương với chuyện đi đánh đề, chúng ta phải chọn cái lô đề nào mà nó có lời nhiều nhất về mặt xác suất. Và như dược sĩ Hành chia sẻ, chúng ta phải cân nhắc cái lợi ích đạt được là bao nhiêu phần trăm so với cái chuyện chúng ta không đầu tư, bù lại chúng ta mất cái gì cho cái canh bạc đó. Và những đó là lý do mà tại sao những cái tuyên bố linh tinh về hiệu quả chắc chắn là các cái nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Mỹ người ta sẽ tuyệt đối là nghiêm cấm. Bởi vì nếu chúng ta tự do chúng ta tuyên bố linh tinh là ví dụ như uống cái nước kiềm nó sẽ giúp chữa được ung thư thì rõ ràng là bệnh nhân sẽ tốn kém vô ích cho cái điều trị đó. Xin cảm ơn mọi người ạ, quan tâm theo dõi ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ Quý về phần trình bày rất là dễ hiểu về quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị ung thư. Và như vậy, như quý vị có thể thấy là đây là một quá trình rất là dài và không không thể dễ dàng tự tiện quảng cáo. Và sau phần trình bày của các bác sĩ vừa rồi thì có lẽ là bệnh nhân cũng các quý vị cũng đã có một chút thông tin về về thuốc, về thực phẩm chức năng. Và sau đây, tiếp theo chương trình, xin mời quý vị sẽ đến với phần giải, với phần các diễn giả sẽ nói trực tiếp các thông tin về thực phẩm chức năng, các tin đồn về thực phẩm chức năng đang được quảng cáo hiện nay ạ. Và em xin phép là bước vào, xin phép là đưa ra một cái tin đồn đầu tiên, đó chính là nước kiềm và liệu pháp miễn dịch tự thân. Và với tin đồn này thì em xin mời bác sĩ Win sẽ giải đáp cho khán giả của chương trình ạ. Em xin mời bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn mọi người đang theo dõi. Trước khi tôi bắt đầu, mọi người có nghe nói rõ không ạ? Tại vì tôi đang tại London, ở bên Anh Quốc. Bây giờ là 2 giờ 42 phút chiều. Chị, MC và mọi người có nghe rõ không ạ? Em vẫn nghe được rõ từ phía anh ạ. Em xin mời anh ạ.
Cái cách mà tôi giải thích về nước cũng giống như là những cái gọi là miễn dịch tự thân á, là tôi nói thẳng với bệnh nhân trước đây là một cái dạng ngụy biện. Thì trước khi mà tôi nói về y khoa, để tôi giải thích một câu chuyện vui như thế này, ngụy biện là như thế nào. Tôi ví dụ như cuối tuần này tôi có hẹn đi chơi, thành ra tôi không có học bài. Chính vì tôi nói thứ bảy này tôi đi chơi, tôi không học bài. Chính vì tôi có hẹn đi chơi, thành ra tôi không học bài. Thứ hai tôi thi rớt. Cái tại vì thứ hai tôi thi rớt, thành ra cuối mùa cái điểm GPA của tôi thấp. Và năm sau tôi nộp đơn vào trường y, không được nhận. Thì quý vị thấy là cái sự kiện A dẫn tới sự kiện B dẫn tới sự kiện C, và cuối cùng C dẫn tới D. Tệ hơn đó, tôi ví dụ như là tại vì tôi không được nhận vào trường y, thành ra tôi không có cưới được vợ. Có nghĩa là quý vị thấy là A, B, C, D. Thì một số người sẽ A, như vậy thì nếu mà A dẫn tới B, B có thể dẫn tới C, C dẫn tới D, D đúng không? Thì có nghĩa là nếu mà bác sĩ Vinh đi chơi, ổng không có cưới được vợ, hoặc là ổng không có tốt nghiệp từ trường y. Thì đây là cái cách mà người ta giải thích của nước kèm đó quý vị. Có nghĩa là người ta dựa vào một trong những cái bước có thể là đúng, rồi sau đó họ gắn kết với nhau. Cái cách mà họ đơn giản nói cho quý vị biết nè, là axit không có tốt. Trong người quý vị axit gây tới bệnh rồi, thành ra cái nước kiềm này khi vào trong người quý vị sẽ làm cho mọi thứ nó trung hòa lại và sẽ làm cho mọi thứ bớt chất độc đi, và đó là lý do tại sao. Trong khi những cái gì họ nói mới đầu có thể là đúng trong một cái phần nào đó, tại vì trong y khoa cái tình trạng là sepsis hay là acidosis là cái tình trạng mà cơ thể chúng ta bị nhiễm trùng, lúc đó cái độ pH nó giảm. Khi mà tôi vào ICU, thật sự cái ca bệnh mà tôi thật quý vị mà tôi mệt nhất là sepsis, tại vì lúc đó là cái sinh mạng của họ là gọi là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Thành ra họ nói đúng một cái phần đó là cái axit đó là nguy hiểm đó. Nhưng bây giờ nếu như vậy thì làm sao mình bớt cái axit bằng cách mình uống nước kiềm đúng không? Thì cái đó cơ bản quá, quý vị nhớ là cái lập luận tôi lúc đầu không, có nghĩa là ông bác sĩ Quỳnh đó ông mê chơi quá, cuối cùng cũng không được nhận trường y, cuối cùng cũng không cưới được vợ. Cái đó quý vị nghe là mắc cười đúng không, có nghĩa là làm gì có chuyện đó, có nghĩa là những cái chuyện này nó không thể, nó liên với nhau theo kiểu được. Rồi bây giờ tôi muốn chia sẻ với một cái slide ở đây thôi, một cái share màn hình thôi, không biết là tôi làm được cái từ cái của tôi hình như chắc là được phải không quý anh xem. Share screen right Vâng. here. Rồi để tôi share screen thử xem như thế nào đây. À, thử xem. Sao mình không thấy gì hết vậy ta? Thôi bây giờ nếu mà không share được, quý vị cũng biết là tôi đang mới mua cái laptop này và đang ở Anh, nói chung là mọi thứ brand new hết. Ok, bây giờ mình nói thêm cái kiểu giải thích như thế này. Trong người chúng ta phần lớn là nước. Đây là đúng, là người ta giải thích nước kia mà phần lớn là nước. Nhưng mà quý vị có biết là trong cái nước đó nha, phần lớn nước của chúng ta là ở bên trong tế bào chúng ta, không phải bên ngoài tế bào. Mà cái nước quý vị uống vào nha là nó ở bên ngoài tế bào. Nhưng mà cái này nó thú vị hơn, là có nghĩa là 2 phần 3 nước trong cơ thể chúng ta là bên trong cái tế bào, nó gọi là intracellular. Bây giờ 2 phần 3 đó là không đụng vô được rồi. Bây giờ 1 phần 3 đúng không? Thì trong một cái phần 3 đó là bên ngoài, gọi là extracellular. Thì 80% nó gọi là interstitial fluid, là cái phần dung dịch ở giữa những cái mô với nhau. Chỉ còn có 20% là cái plasma thôi. Thì đây là cái phần mà nếu như mà quý vị nói là nước uống, nó sẽ vô đó. Nói cách khác là quý vị sẽ không, nói thẳng là khó mà chỉnh được cái độ pH bên trong máu của chúng ta nếu mà uống nước kiềm. Là tại vì nếu mà cái độ pH nó thay đổi nhẹ thôi, giữa cái khoảng 7.35 cho tới 7.45 là chúng ta lên đường. Quý vị nào mà uống nước kiềm hay gì mà khẳng định với tôi là quý vị thay đổi được thì đưa cho tôi cái kết quả xét nghiệm máu giùm. Tại vì khi mà vào ICU đó, cái độ kiềm hoặc là độ axit mà cao quá hoặc thấp quá là cái tiên lượng tử vong rất là cao. Nói cách khác là nước kiềm này không thể nào thay đổi được cái độ pH của quý vị, không bao giờ. Một cái điểm khác đó là khi quý vị uống nước kiềm vào cơ thể, cái axit trong bao tử quý vị sẽ trung hòa lại. Nhưng mà tôi hay nói vui với bệnh nhân của tôi là nước kiềm nó có một cái tác dụng mình phải công nhận, đó là tác dụng tâm lý. Tác dụng thứ hai là uống nhiều nước,
Có nhiều bệnh nhân của tôi đó, xưa giờ không chịu uống nước mà bây giờ nghe nói cái này tốt quá thành là hổ uống nước. Thì quý vị cũng có nghe tôi nói nhiều trên YouTube là nước uống, nếu mà chúng ta uống đầy đủ nó sẽ có những tác dụng tốt, nó giữ làn da chúng ta, nó giữ cho nhiều cơ quan chúng ta hoạt động hiệu quả. Thì hy vọng là cái bài nói chuyện ngắn như thế này về nước cho quý vị thấy rằng là cái sự suy luận trong y khoa nó gọi là fallacy, hay cho tiếng Việt còn là ngụy biện. Và cái này chắc là hôm nào quý và tôi chắc phải nói nhiều hơn mới được, có nghĩa là họ dùng những cái cách ngụy biện để mà dẫn dắt, và tôi thấy cái đó nó nguy hiểm lắm. Mà cái cách dẫn dắt mà đơn giản nhất là A dẫn tới B, B dẫn tới C, rồi cuối cùng C dẫn tới D, thì A sẽ dẫn tới D. Quý vị chỉ cần nhớ cái ví dụ tôi nói lúc nãy thôi, là bác sĩ Quỳnh mơ chơi không có được nhận vô trường y, ví dụ là như vậy. Quý vị thấy không, nó rất là đơn giản như vậy. Vâng, cảm Cái ơn phần anh. thứ hai, yes, Dạ, rồi anh bây nghĩ là giờ dạ, anh có thể nhắc lại cái phần mà tại sao các bác sĩ phải sử dụng cái thử nghiệm lâm sàng để mà kiểm chứng cái chuyện đó. Bởi vì rất là nhiều người cái nói là cái chất này là chất chống oxy hóa hoặc là cái gì đó, ung thư nó ngại cái này, cho nên là chúng ta dùng cái này chúng ta thể làm được cái điều gì đó. Thì rõ ràng cái ví dụ của bác sĩ Vinh là rất rõ ràng, bởi vì khi mà người ta sử dụng thử nghiệm lâm sàng để người ta kiểm chứng thì tất cả nó thất bại tới 70%, có nghĩa là không có dễ như cái điều mà chúng ta tưởng đâu, phải không ạ? Cảm ơn Quyên về cái ví dụ rất là dễ hiểu. tôi hay tìm những cái ví dụ mà đơn giản nhất mà tôi hay lấy bản thân tôi ra để cho quý vị, để cho quý vị nhớ. Nói chung là mai mốt mà thấy ông bác sĩ Huỳnh mà không không vào trường ý, quý vị chỉ nhớ cái ví dụ đó thôi. Một cái điểm khác là hệ miễn dịch. Dạ vâng, bây giờ tôi nói là được không hay là phải đợi nó quý? Bây giờ mọi người cứ nói cho tôi biết là tôi nên làm gì đi. Dạ được, anh Nguyên nói tiếp về cái miễn dịch đi ạ. Cái hệ miễn dịch tớ thật nha, đây là một trong những cái hệ mà sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú và nghiên cứu sinh họ sợ nhất. Một trong những câu hỏi mà tôi hay hỏi nghiên cứu sinh của tôi là về hệ miễn dịch, tại quý vị cũng biết tôi là bác sĩ chuyên về hệ miễn dịch, là giải thích, và tôi nói thật nha, nó khó tới mức mà ở một cái level thường là PhD hoặc là fellow bên MD là phải học rất là nhiều. Thành ra tôi rất là ngạc nhiên, tôi phải công nhận là ngạc nhiên luôn đó, là có nhiều quý vị Facebook mà giải thích hệ miễn dịch y như là thánh vậy. Có nghĩa là hệ miễn dịch là cái hệ mà quý vị cũng biết là cái người đoạt giải Nobel gần đây, chắc quý cũng biết là họ phải nghiên cứu mấy chục năm họ mới tìm ra được những cái giải mã nhỏ nhỏ như vậy. Mà bây giờ có những người họ nói chuyện với tôi đi ăn tiệc mà họ giải thích hệ miễn dịch mà tôi nghe, mà cái tôi chỉ hỏi một câu là cái là T cell hay là B cell vậy, cái họ ở T cell là cái gì đó, có nghĩa là nói chuyện hiện miễn dịch mà không biết T cell là cái gì đó. Quý vị thấy không, là nói chuyện y, bởi vì người ta nói là không phải là điếc không sợ súng mà là cái này không biết là dùng từ gì nữa đó, rồi ngồi tùm lum với chuyện đó là uống cái này vô, cái tôi hỏi là cái này nó ảnh hưởng đến T cell hay là B cell. À, T cell là gì? Ok, bây giờ nói gì thôi, nó đơn giản hơn thôi. À, cái này có tương tác với lại kháng thể hay là kháng nguyên gì không? Mà cái này là cái gì đó? Quý vị thấy không? Chỉ cần nghe như vậy thấy là nó tùm lum hết rồi. Nhưng mà quý vị biết không? Chúng ta, cái hệ miễn chúng ta có cái khả năng phục hồi rất là nhiều. Cái này thì chắc tất cả mọi người đều biết. Quý vị bị đứt một móng tay nha, cắt cái đi, một vài hôm sau nó lành. À, quý vị bị thất tình, quý vị từ từ nó cũng lành luôn. Đó, nhưng mà nó chậm hơn. Cái đó có liên quan tới hệ miễn dịch nha. Tôi biết một số người bị cười mới nói này chắc là không đúng, có những người mà chia tay nó gọi là một cái broken heart syndrome, và hệ miễn dịch giúp cho quý vị từ từ phục hồi lại. Nó tóm lại hệ miễn dịch giúp chúng ta phục hồi, nhưng mà thần thánh hóa mà nói rằng là uống cái thuốc này vô để mà tăng cường hệ miễn dịch để mà chữa ung thư thì cái đó là không đúng. Cái này nó quay trở lại cái ngụy biện mà tôi nói lúc nãy, là họ dùng cái đúng từ A tới B, rồi sau đó họ dẫn tới C, B dẫn tới C, cuối cùng C dẫn tới D, rồi họ kết luận là ăn uống cái này vô tăng cường hệ miễn dịch. Tôi có nói nhiều về hệ miễn dịch trên YouTube nhưng mà nó ngắn gọn cho quý vị nghe. Quý vị chỉ cần ăn uống đầy đủ cân bằng, đi ngủ giùm tôi là hệ miễn dịch tốt rồi. Nhưng thật sự cái khó nhất quý vị biết không, là thiếu ngủ. Người Việt mình đó là thiếu ngủ, rồi rồi hỏi với tôi là ăn cái gì để mà tôi hỏi ngủ làm sao. Tại khi mà chúng ta ngủ không được đó, hệ miễn dịch chúng ta bị ảnh hưởng trầm trọng nhất. Quý vị nào mà ngủ không được một đêm nhìn cái mặt là thấy khó chịu, mà khó ở lắm, nói chung là muốn giận cả thế giới, mặc dù thế giới này không ai giận mình hết mà ra đường là giận hết à. Quý vị cũng thấy rồi, cái hệ miễn dịch là cái đó. Rồi bây giờ tôi sẽ quay trở lại để mà nhận câu hỏi quý vị hoặc là trả lời những cái case nó cụ thể hơn, nhưng mà hy vọng là quý vị thấy cái cách ngụy biện của những cái người gọi là marketing, thì họ làm cách đó để họ bán,
họ dụ quý vị. Chắc quý vị cũng biết tại Hoa Kỳ một cái bình nước alkaline, bình nước kem là 4 đến 5 ngàn. Đó là một con số rất là lớn quý vị biết không? Rồi xin mời mọi người tiếp tục nha. Dạ, em xin cảm ơn. Anh Quý, em xin đi vào một cái câu hỏi mà rất là nhiều người đã đánh trong cái trắc nghiệm. Đó là cái tin đồn mà rất nổi tiếng là miễn dịch từ thân có thể giúp được chữa ung thư hay không. Và một số cái bệnh viện ở Việt Nam ấy, bây giờ họ còn tiếp thị cái đó sau khi đã mổ các ung thư đại tràng, ung thư trực tràng giai đoạn 2. Tức là bản thân cái ca mổ đấy nó đã giúp cho bệnh nhân lành tới 70-80% rồi. Thì không biết sao một số bác sĩ lại quảng cáo cái điều trị đó. Đó là nếu mà dùng thêm miễn dịch tự thân thì có thể tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho chúng ta đánh lại ung thư và giảm cái tỷ lệ tái phát. Thì chuyện đó có đúng không ạ? Thật sự cái này là họ khéo quý biết sao không? Là khi mà họ nói như vậy, cái tâm lý bệnh nhân nó đỡ hơn. Và tâm lý bệnh nhân đỡ hơn, họ ăn uống tốt hơn, họ ngủ tốt hơn, hệ miễn dịch tốt hơn. Cái này giống như là vô tình lụm được bí kíp vậy. Thì nhiều khi á, khi mà tôi phân tích những case này, tôi nói, ồ bác sĩ, tôi nghe lời, tôi uống này. Thì đúng là bác ăn, bác ngủ tốt hơn, bác tập thể dục, bác, cho dù bác uống cái này hay không uống, bác vẫn khỏe hơn bác. Nhưng mà tôi thấy an tâm hơn. Thì đúng là khi mà chúng ta thấy an tâm hơn, chúng ta tin tưởng hơn. Tôi có nói trên đài BBC, tôi nói thẳng là thực phẩm chức năng có tác dụng tinh thần là đúng. Tại vì thật sự những cái tác dụng lâm sàng này không có. Nhưng mà quý vị cũng biết chúng ta chữa ung thư là chúng ta cân nhắc tới yếu tố tinh thần. Cái đó là một trong yếu tố rất quan trọng, tại vì tinh thần mà người ta không có thì cái hệ miễn dịch nó sẽ rớt, nó sẽ không có mạnh. Và nếu mà hệ miễn dịch không mạnh thì là họ cái cách thuốc giống như những cái thuốc nhắm đích mà quý từng nói, hoặc là những thuốc mới hơn, nó sẽ không có hiệu quả tốt nhất. Thành ra cái tinh thần mà tôi nghĩ là cái bài học mà tôi học được là bác sĩ chúng ta dành chút thời gian để nói về tinh thần, nhất là trong chữa trị ung thư, tại vì cái đó cực kỳ quan trọng. Còn cái câu hỏi của các cái bác sĩ chuyên về ung thư ấy, đó là chúng ta phải mua cái hiệu quả về tinh thần đó, còn có tên là placebo effect đó. Chúng ta phải mua cái hiệu quả đó với giá bao nhiêu, 100 triệu hay là nửa tỷ hay là gì đó. Bởi vì ở đây chúng ta đang nói về khoa học thì thường thường á, các bác sĩ rất là quan tâm tới cái thử nghiệm lâm sàng pha 3. Mọi quý vị còn nhớ cái hình của quý không ạ? Đó là khi mà chúng ta so sánh cái người mà theo cái liệu pháp A đó với là cái người mà không có dùng cái phương pháp đó, xem thử là thực sự là cái tỷ lệ lành chữa lành này, tỷ lệ khỏe hơn này, tỷ lệ sống lâu hơn, nó có khác biệt hay không. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ nghe cái câu chuyện là tôi vừa cắt ung thư dạ dày xong và tôi dùng cái phương pháp này và tôi thấy khỏe, thì chúng ta vẫn không biết được đó là do bản thân cái liệu pháp trước đó nó là chữa lành rồi, hay là do một cái sự ăn may tình cờ gặp được bí kíp như là bác sĩ Win vừa nói phải không ạ? Đó là tại sao chúng ta phải chờ cái thử nghiệm pha 3, mà nếu chúng ta chưa có mà chúng ta quảng cáo quá lố thì cái đó là nó rơi vào cái gọi là vi phạm về ý đức của ngành y. Không biết là dược sĩ Hành có thêm một cái thông tin hay là góc nhìn nào về cái liệu pháp miễn dịch từ thân không? Dạ thì cái theo dạ, em hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Win thôi, đó là chủ yếu đó là bệnh nhân là về cái bệnh nhân và người nhà, chủ yếu đó là tâm lý của họ thôi. Nếu như mà dạ em xin lỗi, hôm nay cái hàng xóm của em không biết họ sửa cái gì ở bên nhà nên thành ra nó hơi ồn, cố gắng đóng hết cửa sổ mà nó hơi ồn, thì hy vọng là không tất cả quý khán thính giả cũng nghe được em nói. Thì chủ yếu là đối với lại bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi mà họ điều trị ung thư đó, thì chủ yếu là cái tâm lý của họ thôi. Có những người nhà khi mà họ nghe tin là người thân của họ bị ung thư đó, thì họ lo lắng lắm, họ còn xuống tóc rồi họ đi cầu nguyện. Thì và đến khi mà mình phải giải thích cho họ bên đối với người nhà và đối với lại bệnh nhân, mình cần phải giải thích cho họ biết đó là lựa chọn của họ có những lựa chọn nào và sắp tới họ sẽ phải đối mặt với những cái gì, những cái ngay cả bản thân với lại điều trị mà thường quy đi, đó là có những cái tác dụng phụ nào có thể gặp được. Nếu như mà mình giải thích cho họ được là họ biết là ở sắp tới tôi có thể là bị khô miệng bởi vì tôi đang phải sử dụng cái thuốc điều trị, thuốc uống và đồng thời cái thuốc chích để điều trị ung thư tiền liệt tuyến,
thì họ sẽ rất là an tâm. Họ bảo à, cái này là mình biết trước rồi và mình cũng biết là mình cần phải làm gì để cho nó bớt khô miệng, như là ví dụ là nhấp nước thường xuyên, có thể sử dụng những cái sản phẩm mà chứa silicone để cho nó bớt khô miệng thì ok. Còn đối với lại cái miễn dịch tự thân đó, em xin chia sẻ luôn là chắc cũng có may mắn, đó là những cái bệnh nhân ung thư người Việt cũng như là những người khác mà em có được dịp chăm sóc gần đây, và thì em thấy là mọi người rất là kiên định, không có không 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 có đi theo những cái hướng điều trị khác, thường họ họ rất là trung thành với cái điều trị chính thống. Vâng. Thì may mắn chắc có lẽ là bởi vì bệnh nhân có nhận được nhiều những cái thông tin từ cái bác sĩ điều trị cũng như cái đội ngũ y tá dược sĩ rồi, nên thành ra là họ rất là an tâm. Nếu mà họ có thắc mắc gì thì họ cũng sẽ đem đến họ hỏi mình, và mình sẽ chia sẻ và mình sẽ chỉ ra cho họ những cái website, những cái thông tin để họ sẽ an tâm hơn với cái lựa chọn của mình. Vâng, cái điều quan trọng ở đây đó là có cái sự theo dõi và hỗ trợ từ nhân viên y tế với những cái thông tin chính xác, phải không ạ? À, Quý cũng có gặp một cái ca tức là họ bị ảnh hưởng bởi cái quảng cáo quá mức về cái miễn dịch tự thân này, và thay vì họ đến cái bệnh viện lớn đó để họ làm thì mới bảo cái này là nghe nói ở bên Nhật tốt lắm, thế là họ book vé máy bay qua Nhật để làm luôn. Và khi đến qua Nhật thì họ mới vỡ lở ra, à hóa ra đây cũng phải là cái phương pháp điều trị tiêu chuẩn và các bác sĩ ở Nhật không có ai khuyến khích làm cái này cả, và trong cái đó tiền bạc thì chung rồi, cùng truyền rồi, và họ rất là thất vọng và họ giống như là đi lang thang ở Nhật để mà tìm thêm một cái phương pháp khác. Đấy, nhưng mà rất rất may là trong cái quá trình đó họ họ mất cái liên kết với lời các bác sĩ ở Việt Nam, và Quý đã gặp và Quý giải thích lại và lập tức là bay về Việt Nam để tiếp tục cái điều trị tại Việt Nam. Thì hy vọng là mọi người qua cái webinar này mọi người hiểu cái nào là cái mà chúng ta nên đầu tư vào, cái nào mà chúng ta có nhiều bằng chứng nhất, và tất cả các cái nước khác họ cũng đang đầu tư để cho người bệnh sử dụng theo cái bảo hiểm, thì đó là cái phương pháp mà mình nghĩ là có thể cân nhắc để đầu tư ạ. Hạnh có Xin biết cảm một cái website nào để giúp cho mọi người tìm kiếm những cái thông tin về thực phẩm chức năng và có cái góc nhìn nó chính xác hơn không? à, dạ, thì có hai cái website, và em nghĩ là hai cái website đó thì nó có cái chức năng ngôn ngữ luôn á. Đặc biệt với cái website mà MedLife Plus, em có chia em nhờ anh Quý chia sẻ cho quý vị. Dạ, đầu tiên là cái website này, là nó chuyên về cái thực phẩm chức năng, chế phẩm bổ sung mà dùng trong trong ung thư đó. Thì cái tên lát nữa có thể nhờ anh Quý chắc là sẽ chép cái đường link này để ở dưới cái phần comment của cái webinar của mình, để cho ai cũng có thể tìm được. Thì ví dụ như vào đây mình có thể tìm cái tên, anh Quý chỉ vô cái search about herbs này, thì mình có thể đánh bất cứ cái tên gì, em ví dụ ở đây đi, đó là cái đông trùng hạ thảo. Thì may mắn đó là bên 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 y học cộng đồng của mình nó có một cái bài đã dịch tiếng Việt cho cái mục này rồi, thì nếu mà ai thấy khó khăn thì có thể đọc cái bản đó. Nhưng mà nhìn chung đây là cái website mà em thường hay đưa cho bệnh nhân, để có thể bệnh nhân và người nhà tìm hiểu một số cái thông tin về những cái thực phẩm chức năng, chế phẩm bổ sung hay thảo dược gì đó mà mình muốn sử dụng, để xem coi là cái mức độ bằng chứng của nó đến đâu, về an toàn nó như thế nào. Thì anh Quý kéo xuống dưới giùm em, giúp em ạ. Cái thông tin ở phía dưới ạ. Thì nó có phần cho người nhà. Thì đây là gì, thì nói mình cũng giải giải mã luôn cái về cái đông trùng hạ thảo đi ha. Thì cái đông trùng hạ thảo nhìn chung thì mọi người cũng biết rồi, đó là một cái nấm, nó ký sinh ở trên con dạ đây, nó ra được tiếng Việt luôn, thì nó mọc trên thân một con sâu bướm, và nó ở một cái nhiệt độ rất lạnh và ở cái nơi rất cao ở cái vùng núi Nepal hả. Thì người ta nghĩ rằng là vì cái mức độ thần kỳ đó cho nên đông trùng hạ thảo nó sẽ làm cho miễn dịch của mình tăng cường lên, và đồng thời á, là nó sẽ có thể là bằng cách nào đó làm cho cái người mà vừa mới hóa trị xạ trị xong thì họ sẽ thấy khỏe hơn, hoặc đôi khi là còn thần thánh hóa nó lên, là bởi vì nó thần kỳ như vậy cho nên thành ra là nó sẽ ngừa được bệnh ung thư hay là điều trị được ung thư. Nhưng mà thật sự là mọi cái điều trị
của cái đông trùng hạ thảo mà những cái người mà họ quảng cáo sản phẩm này nè, là nó chưa mình chưa có thấy có những cái bằng chứng nào trên trên điều trị ung thư của người cả. Mà trong khi đó thì có tác dụng phụ là gì? Đó là đối với những cái người mà họ bị tiểu đường đó, thì đôi khi là nó sẽ làm cho người ta dễ bị tụt đường huyết. Mà mọi người cũng đã biết là tụt đường huyết thì nó nguy hiểm hơn là cao đường huyết. Cao đường huyết thì mình có thể làm cho nó xuống đường, nhưng mà tụt đường ấy thì nó là một cái cấp cứu. Rồi, một cái vấn đề thứ hai nữa là đôi khi nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng cái nguy cơ bị chảy máu, và lúc nãy mình cũng đã chia sẻ đó là nếu như mà mới hóa trị xong bị giảm tiểu cầu, có nguy cơ chảy máu rồi, uống thêm cái này vào nữa thì nó chảy máu thì mình thấy là lợi bất cập hại ha. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân vẫn muốn uống đông trùng hạ thảo để cảm thấy khỏe hơn, vì không biết tại sao bệnh nhân uống nhiều bệnh nhân thấy khỏe hơn đó, thì uống lúc nào? Dạ, thì nếu bệnh nhân quá muốn uống và em nếu như mà mình đã xem hết và mình thấy là nó cũng an toàn cho bệnh nhân, thì bệnh nhân có thể uống vào những cái ngày mà nó giữa những cái đợt hóa trị, đừng có uống quá gần cái đợt hóa trị vì mình không muốn nó có những cái tương tác đối với hóa trị mà mình chưa biết. Và cái vấn đề thứ hai nữa là bệnh nhân phải hỏi bệnh nhân đó là bệnh nhân trả bao nhiêu tiền cho cái chế phẩm đấy, và cái chế phẩm đấy nó từ đâu. Bởi vì không, bây giờ đông trùng hạ thảo mà thật đấy thì theo em là không có nhiều, mà chắc có lẽ là họ nuôi bằng cách nào đó, họ phun con nấm lên ví dụ con dâu tằm chẳng hạn, và họ nói đó là đông trùng hạ thảo và họ bán giá trên trời, thì cái đó nó không không có đáng. Dạ, thì đây là một cái website mà người nhà hay là bệnh nhân mình có thể vào mình tra cứu để mình xem mức độ an toàn đến đâu của cái sản phẩm mà mình muốn sử dụng, cái những cái bằng chứng về hiệu quả của nó đang là cái gì, nó có tiềm năng hay không, hay là những vấn đề gì đó mình cần phải phải chú ý khi lựa chọn sản phẩm đó, và nó có tiếng Việt, nó có thể dịch qua tiếng Việt được luôn. Thì em sẽ nhờ anh Quý gửi cái link này cho các bệnh nhân ở dưới phần comment của cái webinar này ha. Dạ, thì cái đó là đông trùng hạ thảo. Đối với lại curcumin cũng là đây là MedLife Plus, thì nó sẽ có nó của cái viện của cái thư viện y khoa quốc gia của Mỹ, thì nó cũng sẽ có nhiều cái thông tin hơn nữa về những cái sản phẩm thảo dược và chế phẩm bổ sung. Thì em cũng sẽ nhờ anh Quý gửi cái phần website này ở phía dưới comment để chúng ta có thể tra cứu được và mình xem cái liều lượng như thế nào, mình xài có được hay không. Dạ, nhưng mà dĩ nhiên để có cái câu trả lời cụ thể nhất cho từng trường hợp thì nên nói chuyện với cái người bác sĩ điều trị hay là y tá hay là dược sĩ nha. Dạ. Em xin cảm ơn cái chia Dạ. sẻ của chị Hạnh. Dạ, em xin cảm ơn những cái chia sẻ của chị Hạnh về những cái website rất là hữu ích ạ. Để, và sau cái phần chia sẻ của các bác sĩ vừa rồi, sau màn thảo luận vừa rồi, thì có thể có một số thông tin mà mọi người em sẽ tóm gọn lại để mọi người lưu ý. Thì thứ nhất là cái nước kiềm, thì về vấn đề nước kiềm thì hiện nay nó vẫn là một cái sản phẩm của quảng cáo, và mọi người nên chú ý để mình tránh tốn nhiều tiền vào cái khoản đó. Và cái thứ hai là về miễn dịch, thì một trong những cách đơn giản và dễ và hiệu quả nhất khi sử dụng miễn dịch đó chính là một tinh thần thoải mái và ngủ giấc, và mọi người và cộng theo đó là theo sát cái pháp đồ điều trị của bác sĩ thì sẽ mang lại những hiệu quả tốt nhất ạ. Và sau đây thì em cũng xin đề cập thêm tới một cái tin đồn thứ ba, và một đây cũng là một tin đồn mà có lẽ là phổ biến nhất và cũng rất là nhiều người tin nhất, đó chính là về Fukuda. Và em có thể mời bác sĩ Quý có thể giải thích cho quý khán giả về Fukuda được không ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của Thu Hải. Thì như mọi người đã đọc ở trên những cái website về Fukuda, thì đây là một cái polysaccharide mà được tìm thấy ở trong rất là nhiều cái tế bào của cái loài rong biển nâu và ở Okinawa hay là những cái vùng biển đặc biệt nào đó. Và một số cái nghiên cứu ở trong cái ống nghiệm ha đã cho thấy là nó có tác dụng là làm diệt cái tế bào ung thư hoặc là làm cái mạch máu nuôi tế bào ung thư nó ít phát triển hơn chẳng hạn.
Và một số cái nghiên cứu cho thấy là nó cũng điều hòa cái hệ miễn dịch nữa. Cái từ miễn dịch rất là hot nha mọi người. Và một số cái nghiên cứu lại bảo là nó có thể chống phóng xạ này, rồi chống loét các kiểu. Trên một cái mô hình động vật thì cũng có một số cái nghiên cứu ở đó, nhưng mà trên người thì nói thật là chưa có nhiều cái nghiên cứu ở đây. Quý cũng xin share cho mọi người một cái slide mới nhất mà mình vừa cập nhật về các cái thử nghiệm lâm sàng liên quan tới Fukodan. Thì tất cả những cái thử nghiệm mà trên người ấy đều được cập nhật ở trên một cái website là clinicaltrial.gov này, và mọi người lên search Fukodan và cancer, một cái loại ung thư nào đó mà mọi người quan tâm, thì nó sẽ ra tất cả những cái thử nghiệm lâm sàng mà đang được tiến hành. Và ở đây như mọi người thấy, có rất là nhiều nghiên cứu vừa mới nộp đơn và đang kêu gọi thôi, mà kêu gọi cũng khá lâu rồi mà chưa thấy đầy đủ. Cùng số một số cái thì người ta bỏ nửa chừng, có lẽ là bởi vì không có hiệu quả cụ thể, hoặc là nó đã có những cái loại thuốc tốt hơn để cho hỗ trợ cho cái tình huống đó rồi. Thì có thể thấy ở đây là hầu hết không có cái bằng chứng nào theo cái kiểu khoa học, tức là kiểu thử nghiệm lâm sàng, để chúng ta có thể đánh giá cái hiệu quả cụ thể là tăng cái thời gian sống hay là giảm tỷ lệ tái phát ở đây cả. Có một số cái nghiên cứu rất là ít nói với là Fukuda giúp cải thiện cái chất lượng cuộc sống ở những bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Nhưng mà như mọi người thấy, chất lượng cuộc sống là gì? Không ai định nghĩa hết đúng không? Tôi uống tôi thấy hạnh phúc hơn, thì đó cũng là một cái cải thiện cái chất lượng cuộc sống. Và cái này nó có cái tính chủ quan rất cao, và trên một cái số bệnh nhân khoảng vài chục người tổ chức ở Trung Quốc, thì mình cũng không rõ là cái độ tin cậy của cái nghiên cứu này như thế nào. Thì xin chia sẻ ở đây để cho mọi người thấy là thông tin về Fukodan mà liên quan tới hiệu quả của nó thì rất là thấp, cho nên là hầu hết các cái sản phẩm ở bên này, ở bên Nhật ấy, thì không được quảng cáo về công dụng. Xin cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Quý ạ. Cùng với câu hỏi về Fukodan thì cũng có một số khán giả hỏi về Tokyo Rex 1000, thì bác sĩ Quý có thể giải đáp luôn cho khán giả được không ạ? À vâng, cái Fukui Tokyo Rex 1000 thì nghe nó rất là thần thánh, nhưng mà mình không hiểu sao là nó được quảng cáo khá tốt ở Việt Nam. Chắc là bởi vì cái lực lượng gọi là lan tỏa thông tin thì hùng hậu đấy. Nhưng mà về bản chất thì nó là cái chất beta glucan, mà như lúc này dược sĩ Hạnh có chia sẻ trong các cái website đó, mọi người có thể đọc về nó. Thì cũng có một cái số nghiên cứu nói về cái khả năng chống oxy hóa này, rồi là kháng viêm các kiểu, nhưng mà hầu hết những cái thông tin về nó dừng lại ở mức là thí nghiệm trong trên tế bào, trên động vật, và một vài cái là trên một số loại ung thư, và ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, tức là khoảng vài chục người thôi, nên là cái độ chắc chắn về cái khẳng định đó nó chưa cao. Cho nên là ở Nhật thì người ta vẫn xếp nó thành cái dạng thực phẩm chức năng và không có được quảng cáo về chức năng. Có cái là đây là thực phẩm chức năng nhưng mà không được quảng cáo về chức năng, bởi vì nó không có cái chức năng nào được chứng minh về mặt khoa học cả. Xin cảm ơn phần chia sẻ rất là xúc tích và dễ hiểu của bác sĩ Quý ạ. Và thông qua cái phần chia sẻ của bác sĩ Quý thì có lẽ là mọi người cũng đã có một cái nhìn đúng đắn về Fukudan và Tokyo Rex 1000. Và trong quá trình làm chương trình thì bọn em chúng ban tổ chức có nhận được một câu hỏi của khán giả, và câu hỏi này thì khán giả dành cho bác sĩ Win ạ. Bác sĩ Win ơi, anh đã sẵn sàng trả lời câu hỏi của khán giả chưa ạ? Vâng Em ạ. xin phép đọc câu hỏi ạ. Bác sĩ Win có thể chia sẻ thêm về yoga có liên quan gì đến miễn dịch hay miễn dịch tự thân không ạ? Có chứ. Khi mà chúng ta nói về yoga cũng như thiền, quý vị phải hiểu là hệ miễn dịch chúng ta là cái bộ máy để bảo vệ chúng ta trước bệnh tật, thông qua cái sự liên kết của hàng tỷ những tế bào với nhau và thông qua nhiều cái hệ thống khác nhau. Thì có những cái nghiên cứu chỉ ra ngồi thiền, yoga, những cái biện pháp gọi là làm cho chúng ta ổn định được tâm lý, làm cho cơ thể chúng ta tăng cường máu huyết lưu thông. Thì yoga có những cái tác dụng tốt lên tăng cường cái hệ miễn dịch. Nhưng mà tôi nói gần ở đây đó, tại quý vị đừng có thần thánh hóa cái này. Có nghĩa là nếu mà bạn bị ung thư thì tập yoga thì cái đó không đúng. Cái quan trọng nhất là yoga giúp cho cơ thể chúng ta khỏe, và khi mà chúng ta khỏe thì hệ miễn dịch chúng ta, hệ miễn dịch chúng ta tốt hơn. Nhiều quý vị phải hiểu rằng là cái cách chữa cũng giống như hệ miễn dịch là nó yêu cầu từ nhiều cái phương pháp khác nhau.
Tăng cường hệ miễn dịch bao gồm ăn đúng, ăn đủ, uống đủ nước, ngủ đúng, có một cái tinh thần tâm lý tốt, một cái môi trường tốt. Nói chung là có nhiều thứ để mà hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động tối ưu. Thì đó là cái câu trả lời ngắn gọn của tôi về hệ miễn dịch. Quý vị có thể xem những cái tôi nói về YouTube hoặc là những cuốn sách tôi có viết khá nhiều. Tôi cũng đang viết cụ thể hơn về hệ miễn dịch. Tại vì tôi thấy rằng đây là cái hệ mà hiểu lầm nhiều nhất. Đây là cái hệ gọi là hệ hiểu lầm, chứ không phải hệ miễn dịch. Tại vì người ta không có thấy được cái sự phức tạp trong đó. Tôi nói tí xíu ở đây nó đi ngoài hơn để cho quý vị tưởng tượng được. Cứ tưởng tượng như hệ miễn dịch chúng ta là có một gia đình với nhiều đứa con vậy. Thì tế bào T cell là ông chồng, B cell là bà vợ, con là antibody là kháng thể. Thì gia đình phải tương tác với nhau đúng không? Chồng với vợ phải nói chuyện với nhau rồi mới đẻ con được. Quý vị tưởng tượng nếu mà hai chồng không nói chuyện với nhau, tôi không nghĩ là họ đẻ con được. Thì những cái kháng thể này được sinh ra, rồi sau đó kháng thể này tương tác, con sẽ nói chuyện với mẹ, mẹ nói chuyện với cha. Quý vị thấy không, là tất cả những tế bào hệ miễn dịch chúng ta đều tương tác, đều nói chuyện chung với nhau hết. Thành ra để mà nói rằng là cái loại thuốc này tăng cường hệ miễn dịch hoặc là dùng hệ miễn dịch để chữa ung thư, quý vị cần phải hỏi kỹ hơn là họ đang nói cái gì, tại vì nhiều khi chính họ không biết họ đang nói cái gì nữa. Tôi chỉ đưa một cái ví dụ rất đơn giản về hệ miễn dịch, tại vì chúng ta có những cái kháng thể, rồi có những cái gọi là interleukin, cái tế bào liên lạc giữa những cái kháng thể với nhau. Và cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa có hiểu hết về hệ miễn dịch. Những cái phương pháp trị liệu mới nhất về ung thư, chắc là quý có nói một vài lần rồi, là bây giờ dựa vào hệ miễn dịch rất là nhiều. Chúng ta dùng trị liệu nhắm đích, chúng ta biết cái quy trình của tế bào ung thư, chúng ta dùng hệ miễn dịch để diệt tế bào ung thư. Thì trong cái chuyên ngành của tôi, chúng ta dùng những cái thuốc ức chế, những thuốc kháng đúng, chặn đúng cái chuỗi mà nó liên quan tới viêm xương, khiến cho hệ miễn dịch chúng ta tốt hơn. Thì hy vọng là quý vị khi tập yoga hoặc là tập ngồi thiền, quý vị sẽ thấy thoải mái hơn, máu huyết lưu thông hơn, và bằng cách đó hệ miễn dịch quý vị nó sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết của bác sĩ Quyên ạ. Và trong quá trình phát livestream thì chúng tôi có nhận thêm một câu hỏi. Và câu hỏi thứ hai này thì MC xin phép dành cho bác sĩ Quý ạ. Và em xin phép đặt câu hỏi ạ. Bác sĩ cho em hỏi là nếu đang uống thuốc điều trị ung thư của Tây Y thì uống kèm thêm thực phẩm chức năng như là nano của Nhật thì có làm giảm tác dụng của thuốc Tây Y không ạ? Em có người nhà cho nano mua ở bên Nhật thì nên đang băn khoăn là có nên uống không ạ? Dạ, em mời bác sĩ Quý ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi rất hay của em. Nhưng mà là một bác sĩ thì mình rất là cẩn trọng về cái ngôn từ. Vì nano là một cái từ rất là khó hiểu, không? Ví dụ nano curcumin thì người ta còn hiểu là đó là một cái chất cụ thể, nhưng mà nano chỉ là một cái scale để mà người ta đánh giá cái độ lớn của cái vật chất thôi, cho nên là mình phải làm rõ thuốc đó là gì. Tuy nhiên mình có một cái câu trả lời chung cho tất cả quý vị đang theo dõi cái webinar này, đó là chúng ta có nên dùng cái phương pháp thay thế hoặc là bổ sung, bổ trợ khi đang điều trị ung thư hay không. Thì cái câu trả lời đây theo cái quan điểm của bác sĩ chuyên khoa đó là nó sẽ tùy vào cái tình huống ung thư là gì. Ví dụ nếu đó là ung thư giai đoạn sớm, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày hay gì đó, mà bản thân cái chuyện điều trị dù cắt bỏ hoặc là chúng ta xạ trị cục bộ đó, chúng ta đã chữa được cái ung thư đó với cái xác suất là lành tới 70, 80, thậm chí là 95% rồi, thì chúng ta có nên đầu tư một khoản tiền, ví dụ một tháng vài triệu, vài chục triệu để chúng ta mua một cái vị thuốc về tinh thần mà không biết là nó sẽ tăng lên cái tỷ lệ lành là được 2% hay 3% hay không, không biết, bởi vì không có ai nghiên cứu về chuyện đó, không ai báo cáo về chuyện đó cả, thì chúng ta có nên làm hay không? Và hầu hết các bác sĩ ở Nhật sẽ khuyên bệnh nhân không nên làm, bởi vì thứ nhất là không rõ hiệu quả mà tác dụng tốn tiền là đầu tiên, chúng ta chắc chắn là sẽ tốn kém cho cả gia đình. Và cái thứ hai là như dược sĩ Hành đã nói, nó có thể tương tác với các cái điều trị hiện nay và gây ra tác dụng phụ. Ví dụ quý đã gặp những người uống Fucodan bị chảy máu hoặc là một cái chất ví dụ như đông trùng hạ thảo nó gây viêm tăng men gan, thì lúc đó bác sĩ sẽ không biết là do hóa trì hay là do cái thuốc mà bệnh nhân xài thêm, và như vậy là người ta phải dừng nguyên ở cái quá trình điều trị bổ trợ đấy để tìm hiểu nguyên nhân, và nó làm trì hoãn cái chuyện điều trị của bệnh nhân không có tốt.
À, ngược lại đối với cái giai đoạn mà ung thư muộn, tức là khi mà dù ung thư không may là di căn hoặc là nó đã tái phát mà không có thể chữa trị được lành nữa, mà người ta chỉ có thể hóa trị để giúp cho bệnh nhân giữ gìn cái cuộc sống đó có cái chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể, thì cái chuyện chúng ta dùng bổ sung nó sẽ tùy vào cái quan điểm của mỗi người. Có một số bác sĩ thì người ta vẫn quan điểm cứng rắn, tức là không có cái bằng chứng gì về về lợi ích mà lại giúp làm cho bệnh nhân phải tốn kém thêm thì là tôi sẽ không cho phép. À, ngược lại có một số bác sĩ thì chiều bệnh nhân hơn. À, nếu mà bệnh nhân thấy rằng đó là một cái niềm hy vọng của họ, họ muốn thử xem thêm làm thêm cái gì đó cho nó khác người một chút, biết đâu phước chủ may thay, thì một số bác sĩ đồng ý là để cho họ xài thêm. Như dược sĩ Hành chia sẻ là có thể tránh cái đợt hóa trị đi để mình giảm cái tỷ lệ mà tương tác thuốc, và khi đó bác sĩ sẽ theo dõi đồng hành cùng với bệnh nhân xem thử là sau 1 tháng 2 tháng sử dụng men gan rồi là chức năng thận nó có ảnh hưởng hay không, và quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá cái hiệu quả của cái thực phẩm chức năng đó đến đâu. À, ví dụ nó giúp bệnh nhân khỏe hơn thì ok, rồi nó giúp bệnh nhân có thể là cùng với hóa trị nó làm cho khối u nó giảm thì cũng có thể tin rằng nó giúp cho bệnh nhân có kết quả tốt hơn. Nhưng nếu mà cái thực phẩm chức năng đó dù có uống bệnh nhân không khỏe hơn, bệnh nhân gặp tác dụng phụ hoặc là bản thân ung thư nó vẫn tiến triển, thì chúng ta hãy nhìn với nhau rằng nhìn nhận với nhau rằng cái thuốc chúng ta bổ sung đó nó không có tác dụng và chúng ta phải ngừng ngay, nếu không thì chúng ta sẽ tốn thêm tiền vô ích. À, xin cảm ơn ạ. Em xin cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết của bác sĩ Quý ạ. Và chúng em cũng có nhận thêm một câu hỏi. Nội dung của câu hỏi là: tôi bị ung thư 18 năm rồi và dùng đông trùng hạ thảo thường xuyên thì có bị làm sao không ạ? Thì câu hỏi này thì em xin gửi cho chị Hạnh ạ. Và em xin mời dược sĩ Hạnh ạ. Dạ, như vậy là cái câu hỏi này là bệnh nhân đã bị ung thư cách đây 18 năm, tức là bây giờ bệnh nhân đã khỏi chưa? Hay và bệnh nhân mục đích sử dụng cái đông trùng hạ thảo đó là mục đích để làm gì? Để ngăn ngừa tái phát hay là như thế nào? Chắc là mình sẽ cần phải hỏi bệnh nhân kỹ hơn cái chuyện đấy. Thì bây giờ nếu bệnh nhân đã bị ung thư cách đây 18 năm, bây giờ mà khỏi rồi và chỉ là theo dõi thôi, thì và nếu bệnh nhân tin chắc rằng là cái đông trùng hạ thảo đấy đó là cái nguồn chất lượng, bệnh nhân không tốn quá nhiều tiền, bệnh nhân uống bệnh nhân thấy 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 hàm và không có tương tác gì với những cái thuốc mà bệnh nhân đang điều trị khác nữa, thì có thể cho thử rồi và theo dõi tiếp như thế nào. Còn nếu như mà bệnh nhân uống cái đó và bệnh nhân phải trả rất 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 nhiều tiền, rồi phải bỏ bớt lại cái tiền đi chợ để đi mua cái sản phẩm đấy, hoặc là nếu như mà cái sản phẩm đấy lại không rõ cái nguồn gốc, mình không biết có phải đông trùng hạ thảo hay là một cái con dâu tằm nào đó, thì theo mình là không không cần thiết. Dạ. Xin cảm ơn câu trả lời và câu khẳng định rất là chắc chắn từ chị Hạnh ạ. Và trong qua chương trình thì là chúng em cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà có lẽ là do thời hạn của webinar cũng có hạn, nên là có lẽ em xin phép tổng kết một số ý chính trong buổi webinar tối ngày hôm nay. Thì trong buổi webinar tối ngày hôm nay số 02 về giải mã các tin đồn về thực phẩm chức năng, thì thông qua buổi tối ngày hôm nay thì có một số tin đồn về chức năng như là Fucodan, Tokyo Red 1000, thì là các bác sĩ đã khẳng định là hiện nay là vẫn chưa có đủ bằng chứng để chứng minh được cái chức năng thật sự của hai sản phẩm đó. Và ngoài ra là cũng có thêm một sản phẩm là nước kiềm, thì cũng chưa có những cái cũng chưa có đủ cái bằng chứng để chứng minh cái sự hiệu quả thật sự của nó. Thế cho nên là mọi người hãy cố gắng không để bị dắt mũi bởi những cái tin đồn ạ. Và thông qua cái webinar tối ngày hôm nay thì có lẽ là các bác sĩ cũng đã chia sẻ thêm một số những cái biện pháp để cải thiện tinh thần, ví dụ như là chúng ta có thể ngủ đủ giấc và tham gia một số hoạt động để có một cái tinh thần thoải mái ạ. Dạ, em xin cảm ơn các bác sĩ đã tham gia. Em xin cảm ơn các bác sĩ đã chia sẻ ạ. Và em cũng xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Châu Đức đã đại diện đầu cầu Việt Nam để khởi động chương trình này ạ. Và em cũng xin cảm ơn ba dược sĩ Phạm Phương Hạnh, Phó giáo sư bác sĩ Huỳnh Nguyên Trần, tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý đã chia sẻ nhiều kiến thức hay cho cộng đồng ạ. Và chương trình cũng xin cảm ơn những bạn bè đã kết nối
kết nối y học cộng đồng tới Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Y khoa Hoa Kỳ và các thành viên đã chung tay làm webinar tới ngày hôm nay ạ. Và em cũng xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi webinar Cavenger giải mã tin đồn về thực phẩm chức năng cho bệnh nhân ung thư ạ. Tối nay và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục lan tỏa những thông tin này tới người bệnh và cộng đồng xung quanh của mình ạ. Và em cũng xin chúc các quý cô bác anh chị có một buổi tối vui vẻ và em cũng xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi webinar sau của Cavenger. Em xin chào và hẹn gặp lại trong mọi hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình sau ạ. À, vâng, em xin ngừng livestream rồi. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn và bác sĩ Hàn Lân Đức rồi tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Có gì mọi người có cái feedback gì?